Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món lẩu sườn nhé. Rất là ngon như thế này mà lại đơn giản. Mình vừa làm xong nhé, bây giờ mình chỉ cho lên bếp và mình thưởng thức thôi. Ăn kèm với các loại rau, các loại nấm ấy, các bạn nhúng vào cùng ấy, rất là ngon ấy. Bây giờ các bạn cùng thực hiện với mình nhé. Để có món lẩu sườn vừa ngon này, nước dùng lại thơm lại ngọt ấy. Bây giờ cùng thực hiện với mình nhé. Hôm nay mình làm cái món lẩu sườn này nhé, nó rất là đơn giản thôi, mà cái món này thì nó còn lạ miệng và ngon. Các bạn cùng thực hiện với mình nhé. Trước tiên là các bạn mua cho mình khoảng 1 cân sườn như này, các bạn chặt miếng tùy theo các bạn ăn sườn miếng sườn to hay nhỏ, như theo mình thì chặt miếng to thì ăn sẽ rất là ngon. Cái phần xương ở trên ấy thì mình để nó linh lấy nước. Còn lấu lẩu thì mình chỉ dùng cái phần xương to này, các bạn chặt làm đôi hoặc làm ba nhé, chặt theo mình cứ chặt làm đôi để gặm cho nó dễ. Đấy, nhìn cái sườn sẽ rất là ngon, nhưng nó to quá thì các bạn chặt làm ba. Đấy, chặt như vậy. Sau đó mình sẽ phải đi trần xương trước, sau mới đi ướp gia vị nhé. Cho nước để trần xương. Và cho nước lạnh vào một thìa muối vào để mình trần nhé. Trần khi nước sủi là được, nó vừa sạch mà vừa hết mùi hôi nhé. Và các bạn chỉ cần đun khi nước sủi thì mình bỏ ra, mình rửa ra, rớt về ra. Lẩu sườn này rất là đơn giản thôi, nhưng mà mình đảm bảo nó ngon và ngại miệng ấy. Về nước nó chỉ cần sủi nhé, và các bạn vớt ra, các bạn rửa lại nhé, rồi sau đó vớt cái gia vị. Khi nước sủi rồi nhé, các bạn tắt bếp và rửa sạch lại sườn, vớt cái gia vị. Rửa sạch lại rồi ấy, thì các bạn ướp cho mình nhỉ, muối này, hạt tiêu này, hạt lêm này, và một chút dầu ăn. Ướp lên khoảng 10 phút nhé, muối trước, ướp theo khẩu vị của gia đình thôi. Mình ướp này khoảng 1 thìa cà phê muối này, 2 thìa cà phê hạt lêm này. Sau khi mà ăn mình nêm nếm gia vị theo xong, 2 thìa cà phê hạt lêm này, ướp để cho cái sườn này nó đậm vị á. Và 1/2 thìa cà phê hạt tiêu và 2 thìa cà phê dầu ăn để cho nó dễ ngấm gia vị nhé. Còn sa tế thì các bạn cho sau khi mình nấu lẩu, về 2 thìa dầu ăn nữa nhé. Rồi 2 thìa cà phê dầu ăn, ướp này thì nó ngấm ấy, và khi mình xào ấy thì nó thơm thơm hơn đó. Bây giờ đảo đều lên, ướp cho mình khoảng 10 phút nhé, cho nó khô đi xào. Đợi khoảng 10 phút sau nhé, mình đi sạc. Trong khi chờ đợi thì mình chuẩn bị các nguyên liệu khác ăn cùng. Các bạn có thể là chỉ cần cho nấm và rau và cà chua vào ăn cùng, nhưng hôm nay mình sẽ ăn rất là nhiều thứ kèm để ăn được cho 10 người ấy. Mà cái món sườn này hôm nay mình mua cân tư ấy, thì mình sẽ ăn được cho 10 người vì mình kèm theo có rất là nhiều nguyên liệu khác. Đây mình chuẩn bị từ trước rồi, có nấm này để nhúng vào ăn cùng này, có ngô ngọt này, đậu này, gan gà, gan mấy cả thịt gà nườn này. Đây mình ăn cùng với trong nó nhiều món ấy, để cho có thể đủ cho 10 ăn ấy. Nên là cật lợn này, gan lợn này, thành lá này. Và các bạn có thể kèm theo một ít rau cải này, trong uống ấy, hoặc bất kỳ cái loại rau nào ấy, các loại cải thảo, cải canh nhất thứ ấy. Đấy, về cơ bản là nguyên liệu là gồm có những thứ như thế này để mình ăn một món lẩu. Và bây giờ mình thái sẵn hết rồi, làm sạch hết rồi. Bây giờ mình chỉ chờ đợi để mình đi xào sườn để là xong rồi. Cà chua thì tí nữa các bạn nhớ là cắt mùi cau nhé. Và cái phần ớt này mình cho vào để cho món canh của chúng ta nó ngọt đẹp hơn ấy. Và sa tế này mình cho vào đẹp hơn và ngon hơn ấy. Đấy, sa tế mới cả ớt.
bây giờ trong khi ướp sườn được khoảng 10 phút rồi, bây giờ mình đi xào sườn. Bây giờ cho lên bếp để xào sườn nhé. Các bạn cho nhỏ lửa nhé. Xào khoảng 20 phút. Cho nhỏ lửa để xào cho nó ngấm nước. Xào khoảng 20 phút. Sau đó cho ngập nước và mình linh và mình cho thêm cà chua để các loại lấm như các bạn thích. Và ngô ngọt và có ít hạt chua vào rất là thơm khi chúng ta xào. Xào khoảng 20 phút nhé, cho nó ngấm nước. Và sau đó cho nước ngập để mình pha xíu này nước ngập này. Khi mà sườn thơm rồi và nó khô lại rồi thì các bạn tắt không xào nữa và mình cho nước ngập nhé. Bây giờ mình sẽ cho nước ngập nhé và đun lên. Cho nước ngập nhé và bây giờ mình sẽ cho sa tế này, thêm ít đường phèn hoặc là đường hoặc là bột ngọt đấy, cho nó ngọt hơn một chút đấy. Và cà chua với ngô ngọt đó. Còn nấm thì mình kim châm khi nào ăn thì mình sẽ thả vào sau. Bây giờ mình nồi nước thôi. Dùng mình ăn thì các bạn sẵn sàng cái nguyên liệu còn lại mà ngoài mình giới thiệu ấy, đó ăn cùng ấy và rau và mình cũng vào ấy. Mình bớt cho đợi nó sủi lên, các bạn bớt cái nước bọt này đi nhé. Bây giờ nhé các bạn nhé, thì có bọt ấy thì các bạn bớt đi nhé, bọt này từ gia vị nó ra ấy, còn phần thịt nó không hề có bọt nữa. Thịt chúng ta đã xương chúng ta đã làm trần rồi, đây là bọt từ gia vị nhé, thì các bạn bớt đi nhé. Rồi bây giờ thả vào nhé, thả cà chua vào này, thả ngô ngọt này, cho thêm sa tế này và ít bột ngọt hoặc là ít đường cũng được. Vớt hết cái bọt này đi nhé. Bây giờ mình sẽ vớt hết cái bọt này đi đấy. Sau đó mình thả vào cho nồi nước của chúng ta nó ngon ấy. Sau khi mà vớt được tương đối rồi thì các bạn thả hết cho mình ớt này, mình cho vào cho nó đẹp mà ngon lắm, chứ mình không cắt vào nó sẽ rất là cay. Và bây giờ các bạn cho mình thêm mấy sa tế nó vào, thìa nhỏ sa tế, thìa nhỏ thôi, thìa cà phê thôi ấy, không là nó sẽ cay quá bé sẽ không ăn được ấy. Và bây giờ các bạn thì nên lấy lại gia vị cho vừa, cho chút bột ngọt nữa là được. Này khi ăn thì các bạn chỉ cần cho các thứ vào nó nhúng là được, là xong rồi, nó lột sườn này. Đây cho thêm thìa bột ngọt này, một hai thìa nước mắm này vào nữa là được. Nồi mình sẽ vừa miệng. Còn nếu mà nó vẫn chưa đủ cái độ ngọt và mặn ấy thì các bạn cho mình thêm thìa hạt lêm nữa. Bây giờ mình cho thêm thìa hạt lêm nữa, mình cho khá nhiều nhé, nó sẽ rất là ngon cái nồi lẩu sườn như này các bạn. Cho thêm thìa cà phê hạt lêm. Các bạn sẽ thấy cái nồi lẩu sườn này nhìn nó rất là hấp dẫn, nhưng mà bây giờ như này là xong, mình cho lên nồi lẩu và mình cứ thưởng thức thôi. Cắt thêm ít hành lá vào cho nó đẹp mắt và ngon. Xong nồi lẩu. Nhìn nồi lẩu của chúng ta rất là hấp dẫn rồi. Và giờ mình có thể dừng video ở đây rồi. Bây giờ các bạn cùng đi thưởng thức nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cách chia sẻ lẩu sườn này vô cùng đơn giản. Hãy làm thử giống mình nhé. Và đừng quên đăng ký kênh. Kênh này là kênh ẩm thực về các món ăn đơn giản mà lại ngon cho bữa cơm gia đình ấy, hoặc là cuối tuần các bạn tiếp khách ấy. Các bạn có thể dùng một vài video giống kênh này của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.